Hello cả nhà nhá, chia sẻ cho anh em tí về với con đò le ở đây. Xe này vào không để được. Rồi, rất đơn giản thôi, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cặp rơ le bên tay trái và cặp rơ le bên tay phải. Tay trái là phần sau, tay phải là bên tay ga. Một bên sẽ có hai con rơ le tương ứng cho những cái dòng xe SCR và xe Lit không chống điện cũ. Rồi, chia sẻ cả nhà. Và hôm nay thứ hai đầu tuần mình lại ship hàng cho cả nhà. Chia sẻ lên anh em ơi. Trần Vũ, đồ ăn nhận được rồi, giờ nghe không được nhìn ca ca. Sao lại giờ nghe không được anh trai? Anh trai ơi. Chào Hà Dũng nhờ. Bao nhiêu chia sẻ luôn, bổ quả sẻ anh ơi. Rồi đây, đây sẽ là một con lít. Con này 901 nha anh em. Con này 901. Con này có ông nào thay IC rồi này. Rồi, con này thay IC rồi. Đây. Rồi, có tem đằng sau luôn này. Đó. Rồi, xin chào anh Hoàng Nghĩa Văn. Chia sẻ lên mọi người ơi. Chia sẻ lên cho nhiều anh em cùng biết luôn. Tuấn chỉ cho anh em một cái hoặc đồng thời nối tắt lại hết là xong. Rồi, anh em nhìn ở bên này nó sẽ là tay phanh. Bên này nó sẽ là bên ga nha. Rồi, bên tay ga lúc nào cũng có IC. Là bên tay phải đấy. Bên tay trái ở đây. Thì anh em đang gặp khó khăn về cái dòng xe này có 4 con rơ le. Mình sẽ đọc cho anh em từng con và từng cái cách hoạt động của nó. Và chúng ta có thể nối tiếp lại để đồng thời để loại trừ và bỏ luôn rơ le. Thì ở đây lâu ngày bùn đất anh em thấy không? Nó sẽ bị mo ve và cái này nó bị cạ bể luôn. Thấy chưa? Đây, cái xe này thì mang vào tình trạng như thế này này. Đó, con rơ le của mình để dưới bàn. Đây. Đó. Nó được như thế này. Rồi, mình sẽ bỏ luôn con rơ le này. Rồi, tăng tốc lên. Mình sẽ chỉ anh em sẽ biết ngay. Bắt đầu cho anh em ở bên tay phanh của các bạn là bên tay trái ấy, nó có hai con rơ le. Một con rơ le này gọi là rơ le sit top để đề. Và một con rơ le còn lại là con rơ le bơm xăng. Anh em bật khóa điện lên thấy nó nhảy trong vòng 3S nó tắt là con rơ le bơm xăng. À. Và chúng ta nhìn thấy màu dây ở đây chúng ta sẽ biết ngay là dây bơm xăng dây màu nâu. Là biết ngay nó sẽ là bơm xăng. Rơ le bơm xăng. Thì mình sẽ chỉ cho anh em cái cách để biết là cái cuộn dây và cái tiếp điểm chúng ta nhìn một cái chúng ta sẽ biết ngay. À,
đây là nâu sọc đen, anh em quá quen thuộc với dòng xe Honda. Sẽ dè cam cho các bạn, sẽ nhìn cho nó dễ. Và kế tiếp sẽ có khóa học 500k cho anh em 10 đêm về phút xăng điện tử. Các bạn vui lòng comment để liên hệ đăng ký 10 đêm. 10 đêm học online trực tuyến với giá chỉ có 500k. Thì mỗi đêm nó chỉ có 50k cho anh em trong vòng khoảng 2 tiếng. Ưu đãi cho tất cả anh em thợ máy bắt bận trên xe phút xăng điện tử FI. Rồi con này sẽ là con rơ le bơm xăng. Bật khóa điện lên nó sẽ nhảy tóc trong vòng 3S. Bật khóa điện này. Đó. Rồi nó ngắt. Rất đơn giản. Rơ le bơm xăng chúng ta sẽ nhìn như thế này, chúng ta sẽ biết ngay ở đây nó sẽ là cái cuộn dây. Rồi hai dây ngang, hai dây dọc nó sẽ là gì? Nó sẽ là cái tiếp điểm. Anh em nhớ từng con rơ le một, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em con rơ le của là gì. Rơ le bơm xăng, nếu một ngày nào đó anh em vào mà chúng ta kiểm tra không thấy rơ le bơm xăng không bơm thì anh em phải đi kiểm tra chỗ này đầu tiên. Kiểm tra cái rơ le bơm xăng đầu tiên cho nó nhanh, bởi vì cái xe này chúng ta mở cái sàn ở bên dưới này nó lâu, bơm xăng nó nằm ở dưới này. Để anh em loại trừ rằng mặt IC có đứt hay không và hư rơ le hay không thì chúng ta hãy kiểm tra cái con rơ le bơm xăng. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ kiểm tra cái dây này sẽ là 12V sau khóa từ con rơ le cảm biến gốc. Bật khóa điện này. Nó phải có điện ở đây cả đã. Được chưa? Chúng ta mở công tắc máy này. Đó, 12V vào cuộn dây. Thì chúng ta phải kiểm tra rằng cái mặt IC có dập mát cho con rơ le không, là dây màu nâu sọc đen. Anh em sẽ chuyển cái kẹp bình này này qua dương ắc quy dương. Thì lúc này anh em sẽ sử dụng cái bóng đèn led. Bóng đèn led 500k 10 đêm, các bạn comment để điện thoại ở bên dưới. 10 đêm online trực tuyến dạy như thế này luôn. Rồi cho anh em cực kỳ dễ hiểu. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra dây màu nâu sọc đen, IC dập mát, bật khóa điện lên. Đó, anh em thấy bóng led sáng không? Trong vòng 3S. Anh em chờ, nó đang bị mò ve dây. Mình sẽ để trên này luôn cho nó dễ. Được chưa? IC dập mát. Bóng đèn led nha anh em. Đó. Rồi. Cái lúc này là mặt IC dập mát cho rơ le tốt. Đó, ok. Thì lúc này cái mặt là IC dập mát cho cuộn dây tốt thì đương nhiên nó sẽ đóng tiếp điểm từ 12V. Đen sọc trắng này. Đó, qua màu cái dây màu nâu 12V xuống IC. Đây, 12V xuống IC này. Dây màu nâu này. Chúng ta sẽ tắt khóa điện và bật lại 3S. Rồi là tất cả rơ le này ngon. Các bạn đi kiểm tra dưới motor bơm. Được chưa? Đó. Hoặc anh em tháo ra, anh em có thể rút con rơ le ra nối tắt để đề cho nó nổ. Thì nối cái dây màu đen sọc trắng qua màu dây nâu. Thì lúc này motor bơm sẽ bơm liên tục và chúng ta sẽ đề xem sao.
Đó là con Relay bơm xăng. Rồi anh em nào đăng ký khóa học 10 đêm 500k nhá. Rồi ở đây là cái mặt xít tốp để đề. Bây giờ nó hư Relay anh em sẽ đề không được này. Thấy chưa? Đấy, chúng ta sẽ đề không được. Đúng không ạ? Thì cái này cực kỳ đơn giản bởi vì nó có cái con Relay xít tốp. Và mặt đề của xe này nó khác với những dòng xe phun xăng điện tử sau này bởi vì nó có con Relay xít tốp. Đây. Chân này anh em sẽ biết ngay nó sẽ là từ xít tốp. Xanh sọc vàng. Nhìn thế này chúng ta sẽ biết rằng hai dây này nó sẽ là cái cuộn dây bóp xít tốp này. Bật khóa điện lên. Đó. Xít tốp này dính luôn. Anh em thấy không? Xít tốp này dính luôn này. À, đáng lẽ cái này từ xít tốp xuống, xít tốp đang bị dính. Ok. Thì cái này nó sẽ là dây mắt sườn. Xăng. Chúng ta sẽ cắm cọc bình vào dương. Rồi. Cuộn dây này nó sẽ là 12V từ xít tốp, dây này sẽ là mắt sườn. Sáng. Đúng chưa? Thì đương nhiên hai sợi dây còn lại nó sẽ là cái tiếp điểm. Rồi, nó cũng là mắt sườn luôn. Đó. Dây còn lại nó sẽ chạy lên cái công tắc đề. Công tắc đề. Dây này sẽ là mát chạy lên công tắc đề. Bởi vì Relay này, Relay tùy chọn. Anh em muốn cái tiếp điểm nó ra mát là nó sẽ ra mát. Ra lửa nó sẽ ra lửa, Relay này nó sẽ là tiếp điểm ăn mát. Bởi vì đây là mát sườn rồi. Ok. Vậy đây nó sẽ là ra mát lên nút đề luôn. Nhưng nó chưa đóng tiếp điểm. Bởi vì con Relay này đang hư. Anh em hiểu không? Nên chúng ta sẽ bị đứt cái dây từ con Relay xít tốp đề lên nút đề. Đấy, nên nó bị mất đề. Và cái dây này nó sẽ chạy lên công tắc đề là dây mát. Và chúng ta nhấn công tắc đề, nó sẽ dập mát cho IC. Và IC sẽ dập mát kế tiếp cho Relay đề. Nó cứ dập mát liên tục. Đó, nó khác những cái mặt đề của những dòng xe AB 110 đời đầu và sau này. Chỉ có cái loại mà 4 Relay là mặt đề, nó cứ dập mát. Anh em hiểu không? Xít tốp chạy xuống cái cuộn dây, đóng tiếp điểm, dập mát từ sườn qua công tắc đề. Công tắc đề nhấn một cái, dập mát cho IC. IC lúc này lại dập mát cho Relay này để đóng tiếp điểm xuống motor đề. Rồi mình sẽ lấy con Relay mới. Đây. Rồi chúng ta sẽ nhìn cái dây này nó lên công tắc đề nè. Đó, cái này đang bị dính xít tốp nè. Anh em thấy không? Đây, cái này mình đang nối dương nè. Rồi, cái bóng đèn này thử ra mát nó sẽ sáng nè. Đây, mát đây cho dễ nè. Ok, thấy không? Mát nè. Đó, một ngày nào đề không được thì các bạn kiểm tra, các bạn có thể nối tắt lại luôn. Đây, nối từ dây này xuống dây này. Bởi vì cái này là cuộn dây mà. Cuộn dây cần có mát và có lửa. Mát đây rồi, mát sườn. Thì cái này nó sẽ là xít tốp quá quen thuộc của màu dây của Honda. Xanh sọc vàng. Đóng tiếp điểm lên công tắc đề.
nhấn công tắc đề dập mát cho IC, IC dập mát cho rờ lè. Đó, cái này anh em sẽ đề sẽ nổ này. Thấy chưa? Đó, cái này đang dính xít tốp, không cần phải bóp xít tốp. Đúng không? Rờ lè này đang dính xít tốp thì chúng ta không cần phải bóp xít tốp. Bởi vì từ xít tốp nó là chạy xuống nút con rờ lè rồi, rờ lè sẽ chạy lên đề và nhấn đề dập mát cho IC. Mát nha anh em. Đấy, còn dòng xe AB và lít chống điện này thì công tắc đề nó sẽ cấp điện dương nha. Đây. Những cái dòng xe này thì các bạn phải bóp xít tốp tay. Bởi vì nó không có rờ le. Chạy qua nút đề, nhấn nút đề 12V xuống IC, IC dập mát cho rờ le. Đó. Loại này nó hơi bị nghịch một tí nên anh em mất lận đề anh em hãy nối tắt nó lại. 10 đêm 500k nhá. Chia sẻ, đây tiếp tục. Ở đây thì nó có một con rờ le chính. Nhìn vào đây chúng ta sẽ biết ngay rờ le chính nó màu đỏ và đỏ sọc vàng. Rờ le chính này mất thì đồng hồ táp lô đèn MI mất hết nhưng vẫn có tiếng bơm xăng, anh em hãy nghe. Nếu mang vào một con xe nghe có tiếng bơm xăng nhưng đồng hồ táp lô đèn FI mất hết không đề được thì chúng ta kiểm tra ngay con rờ le chính hoặc là cầu chì phụ. Đấy, cái này sẽ là 12V trực tiếp từ bình ắc quy qua rờ le đóng tiếp điểm chạy về lại cầu chì phụ và cầu chì phụ sẽ lên đồng hồ táp lô. Đây. Rờ le chính này vẫn có bơm xăng. Nếu có rò đạp thì các bạn đạp nổ bình thường. Anh em sẽ nhìn xuống đây. Có bơm xăng này. Thấy không? Đó, nó kêu hơi nhỏ. Nhưng trên này sẽ mất lận đề. Thấy chưa? Nó lên cầu chì phụ và cầu chì phụ sẽ lên đồng hồ táp lô và mặt xích tốp. Đấy, nếu cứ như vậy thì các bạn có thể nối tắt lại là xong. Cầm cái kìm nối tắt. Cái dây màu đen nè, sọc trắng hoặc là đen tùy theo dòng xe. Nối qua cái dây ở giữa đỏ sọc vàng. Nó sẽ đề được ngay. Đó, nối vào đây. Anh em thấy không? Đó. Rồi, tắt. Đề lại không được nữa nè. Rồi, dí vào nè. Ô, xì kê, nối tắt nó lại là sao? Đó, anh em hiểu không? Đó, những cái văn bận cực kỳ là đơn giản. Hy vọng rằng mình chia sẻ cho anh em dễ hiểu. Bắt bận nó phải nhanh. Đi kiểm tra từ cái đầu tiên. Sau này rờ le này nó mo ve hết anh em này. Thấy chưa? Nó đen hết, nó thúi hết này. Sụt điện áp hết. Đó, trước mài. Nó không còn tiếp điểm tốt. Thì lâu này nó sẽ trục trặc về vấn đề. Trong quá trình làm việc, cái gì cũng có tuổi thọ, và ở đây đất cát không. Rồi, đây sẽ là một con rờ le cảm biến gốc. Chúng ta nhìn, chúng ta biết ngay. Đó, nhìn giấy cái dây màu đỏ sọc, sọc nâu này, sọc gì thế này, sọc nâu này. Sọc vàng, sọc nâu nó hơi bị mờ anh em. Là biết ngay. Cái con rờ le này là rờ le cảm biến gốc. À, bây giờ anh em rút ra, nó sẽ mất hết. Mất hết trên đồng hồ, mất tất cả. Để chúng ta bắt bận cho nó dễ. Đó, im ru cà rù.
Nó như kiểu mà cháy cầu Chì Tổng vậy ấy. Đó. Còn còi nhá. Đó. Thì anh em phải nhìn xe và bắt bận cho nó ok. Rồi tiếp tục cái này chúng ta sẽ nối tắt nó lại. Anh em hiểu không ạ? Nối tắt nó lại nó sẽ nổ. Đó. Đó. Anh em hiểu không? Thì lúc này chúng ta có thể nối dây đen qua đen sọc trắng để nó chạy qua rơ le bơm xăng. Rồi thì bỏ luôn. Lúc này không cần quan tâm về cảm biến gốc, không cần phải mở yên, có thể chuột nó cắn. Cái dây này sẽ là cảm biến gốc chập mát cho rơ le, đóng tiếp điểm. Đây hai dây này, đen sọc trắng và dây màu đen. Đó, các bạn nối lại. OK. Trong này các bạn có thể bỏ tất cả rơ le, các bạn giữ lại một con rơ le bơm xăng thôi. Nếu bỏ luôn rơ le bơm xăng thì các bạn phải đổi nguồn ở dưới motor bơm, để lúc này cho IC dập mát vào motor bơm luôn. Nguồn 12V sẽ có sẵn khi chúng ta bật khóa điện xuống motor bơm. Lúc này chỉ còn chờ IC dập mát cho motor bơm thì lúc này chúng ta không cần phải rơ le bơm xăng. Một cái cách cực kỳ đơn giản cho các bạn. Nhiều anh em không hiểu về những cái sợi dây này và rơ le này, các bạn cầm lên các bạn phải biết là nó sẽ là cái cuộn dây. Cuộn dây này tùy chọn âm và dương, dương và âm. Và hai cái tiếp điểm này cũng là hai tiếp điểm tùy chọn. Các bạn cho dây mát vào thì nó sẽ ra mát. Anh em cấp 12V vào, điện áp dương vào thì nó sẽ ra 12V. Đấy, cấp mát nó ra mát, cấp lửa ra lửa. Cuộn dây này tùy chọn. Cứ miễn sao bên này ông có mát thì bên này phải có dương, bên này có dương thì bên này phải có mát. 500k 10 đêm full toàn tập những dòng xe này và đọc máy chẩn đoán. 10 đêm về phút xăng điện tử với giá 500.000 comment đặt để bắt đầu in tài liệu. Anh em đang đăng ký khá là nhiều. Còn các bạn làm như thế này thì không ăn rồi. Các bạn chẳng hiểu gì cả, các bạn cứ nghĩ rằng rơ le này các bạn đi làm thế này thì nước nó vào thì cũng tiêu. Rồi con này chết mặt, rơ le xít tốp. Rất đơn giản đúng không ạ? Khi mang vào tất cả đều có nhưng không để được. Đó. Hay cho xin cái comment đi cả nhà ơi. Hay không ạ? Dễ hiểu, cho xin cái comment. Thả like đi anh em ơi. Nếu dễ hiểu, 4 rơ le này xài như nhau. Hay cho xin cái ok. Và các bạn chỉ cần làm như thế này, trong khóa học của tôi các bạn làm được tất cả về xe phu xăng điện tử. Chỉ cần cái này các bạn vào cái đồng hồ, nếu các bạn có điều kiện mua cái máy chẩn đoán, các bạn làm tất cả về phu xăng điện tử. Được chưa? Đồ nghề rất đơn giản, nhưng là phun xăng điện tử. Tôi dám đảm bảo bao với anh em không bao giờ chết mặt IC, dù nó là đề từ hay là chưa đề từ. Tôi dám khẳng định với các bạn luôn, vào một cái đồng hồ và cái áp bơm như thế này tôi sẽ chuẩn bị cho các bạn. Và cảm ơn tất cả anh em, chiều nay thứ hai tôi lại đang lên toa ship hàng cho anh em. Đây những cái món tôi chia sẻ cho các bạn. Các bạn chỉ cần làm nghề như thế này và có người hướng dẫn nữa là các bạn sẽ giỏi.
đây. Rồi với kèm cho các bạn một cái đồng hồ. Rồi cái này là cái đồng hồ đo áp bơm thì các bạn phải chuẩn bị, và cái này sẽ là đồng thời đo luôn bùng đốt, bảo hành cho các bạn cho vòng 18 tháng. Anh em nào ok vui vẻ bảo hành cho 2 năm. Đây, nếu các bạn làm nghề thì đương nhiên các bạn bất kỳ các bạn phải nhịn ăn nhịn đói, đó là cái quy luật để anh em chúng ta phải đầu tư một bộ đồng hồ đo áp bơm và áp suất bùng đốt. Được chưa? Rồi. Đó. Và tiếp tục anh em nào ok tiếp trung khoa học, các bạn phải có một cái đồng hồ để các bạn đo là hai món. Tối thiểu các bạn phải có những cái này. Và bóng đèn LED tôi sẽ cung cấp cho các bạn kế tiếp. Và kẹp cá sấu các bạn tự động mua. Và cái bóng đèn như thế này nữa thì các bạn sẽ rít được phun xăng điện tử nhẹ, gọn như cành đào. Được không ạ? À? Đồng tiền bấm ok. Rồi tài liệu tôi sẽ cung cấp cho các bạn. Trong này khá là thú vị, 3 quyển, 2 quyển, 1 sơ đồ mặt điện. Tôi sẽ dạy cho bạn trong vòng 10 đêm. Xong khóa học online 15 đêm này sẽ có khóa học 10 đêm 500.000. Đó là vấn đề các bạn làm nghề chỉ cần như thế này. Còn nếu mà anh em ok nữa, nếu mà kinh tế có thì ok làm thêm cái máy chẩn đoán, tôi sẽ chỉ cho anh em phân tích dữ liệu và làm sớm kỳ. Thì tiền thì tùy theo trong cái tài chính của anh em. Ở 4 triệu cũng có máy, 5 triệu có máy và 18 triệu cũng có máy. Anh em đăng ký đủ số lượng tôi sẽ dạy sau khóa học này. Được chưa? Máy 4 triệu cũng có, 3 triệu cũng có, 18 triệu cũng có, 9 triệu cũng có, mười mấy triệu cũng có, tùy theo số tiền anh em. Và anh em cứ gọi và Điện Tuấn sẽ tư vấn. Trước mắt các bạn phải có những vấn đề này cho tôi để tôi sẽ dạy cho các bạn trong nhóm học 10 đêm. Rồi 10 đêm 500k. Comment để vui lòng liên hệ và đăng ký. Và tất cả mô hình kiểm tra IC tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Được chưa? 10 đêm về xe phun xăng điện tử, về ban bận. Đăng ký khóa học trực tiếp 10 đêm 500.000. Hãy làm luôn điều đấy để các bạn mang lại sự thành công. Đấy, đồ nghề đơn sơ, tôi dám đảm bảo anh em bắt bận phun xăng điện tử để dùng hai cái này thì đảm bảo sẽ phải là chết, chứ không thể nào sống được. Đấy, không bao giờ gây hại cho IC, nó chỉ có hai đầu ra như thế này. Một là 12V, hai là mát, để thử bóng đèn sợi đốt. Tín hiệu sung, IC dập mát, sử dụng bóng đèn LED. Và cái bóng đèn LED của tôi kiêm kiểm tra tất cả những con cảm biến. Đó. Rồi các bạn nào cảm thấy ít tiền nữa mua con này để giả lập, để kiểm tra báo xăng, kiểm tra VS, kiểm tra tín hiệu thì dùng con này có vài trăm ngàn bổ sung cho cửa hàng. Đồ của tôi bán cực rẻ, nó chỉ có mấy trăm nghìn. Gồm combo như thế này nhít 1 triệu. Nhít 1 triệu các bạn có quyền sử dụng đồng hồ, áp bơm, bộ giả lập. Còn máy này tùy theo các bạn chọn vào số tiền như thế nào. Rồi cảm ơn anh em chiều nay lại ủng hộ hai con Smart Tool bản R, mở tour bản cao nhất. Mời các bạn tham gia khóa học đặc biệt, mô hình, rồi tài liệu kèm theo cho các bạn. Rồi và tí nữa tôi sẽ hàn cho anh em ít bóng đèn LED tặng cho anh em. Rồi. Rồi, tôi sẽ thả vào trong cùng máy luôn cho anh em.
mỗi người khoảng 3 bóng, tôi sẽ hàn để chở về anh em, chỉ cần nối dây nguồn và dây mát, được chưa? Đó. Rồi kiếm được ít bóng hàn tặng anh em chơi, điện trở xịn nha. Rồi việc anh em chỉ về nhà hàn cho tôi 2 sợi dây thôi, còn vấn đề tôi sẽ hàn trở cho các bạn rồi. Đó, các bạn chỉ cần đầu tư thế này thôi, hơn 1 triệu. Đấy, còn máy móc thì tùy, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 9 triệu, 8, 8 triệu mấy, 11 triệu, 15, 8, 18, 8. Rất nhiều máy, cho anh em lựa chọn số tiền. Rồi, đăng ký khóa học 10 đêm 500 nghìn. Rồi, đây bản R, các bạn mở tua bảng ngắm tiền. Rồi, R, 4R nha. Rồi, cảm ơn người em trai ủng hộ mô hình ở Hà Nội nha. Mô hình như thế này để về nhà các bạn test IC. Đúng không? Đó, về nhà kiểm tra IC. Rất là thú vị. Rồi, cảm ơn hai anh em ủng hộ bộ dây điện. Đấy, dây điện mới để về nhà các bạn ngâm cứu. Đúng không? Có tài liệu rồi. Đó, DLC về nhà nghiên cứu. Đừng bao giờ cắm lộn dây lại chết IC. Cổng ca lai. Rắc IC 33 chân. Trong tài liệu đã có. Anh em về nhà xem chân. Ba pha. SU 12 chân. Một quận từ. 3 12V. Sit top nút đề. Số 2 dương trực tiếp từ cầu chì, sân lợt sóng đen. Và số 12 là mát nguồn nuôi cho hộp SU. Các bạn cứ về nhà đọc lần lượt như vậy. Rồi, hai dây này sẽ là, một là nút đề, hai là sit top. Rồi, chân này sẽ là cấp 12V xuống IC, chân số 8 vàng chân biển. Rồi, dây này sẽ là dây đường truyền gửi bảo mật xuống IC, mã hóa SMID. Rồi, giá nó hơn là lợn chết. Anh em comment để đặt tài liệu. Và đặc biệt cái bộ dây này giá rẻ như lợn chết, mới len keng. Đúng không ạ, càng ngày càng hấp dẫn cho anh em thợ máy. Cố gắng về nhà chinh phục phun xăng điện tử, bớt bị nó hằn, bớt bị chết IC. Rồi, áp bơm này có mấy trăm ngàn bảo hành cho anh em nha. Còn mấy cái chặng 3 này lỡ may nó gãy ấy, rồi tôi tặng cho các bạn cái khác chứ tôi không có bán. Được chưa, cái co chặng 3 này bằng đồng này. Ôi chết rồi, Nguyễn Hoàng ơi, chưa gửi anh ơi. Chủ chết, bận quá anh Hoàng ơi. Rồi, một bộ dây điện đúng không? Để em vào toa, em quên mất rồi. Nguyễn Hoàng làm con sờ bắt tu luôn, Nguyễn Hoàng ơi. Để gửi luôn, tặng cho bộ dây điện luôn. Nguyễn Hoàng, tặng cho quà, ít quà, mua máy tặng cho quà luôn. Tặng luôn này. Ok chưa? Tặng luôn này, tặng luôn này Nguyễn Hoàng, tặng luôn. Tặng luôn cái đồng hồ luôn. Rồi, xin chào anh em, clip livestream đến đây xin phép được tạm dừng. Chúc toàn thể anh em sức khỏe đầu tháng, à đầu tuần vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Ăn cơm nghỉ trưa xong chiều lại tiếp tục khách hàng vào vợt tiếp lại có tiền. Anh em nào quan tâm về sản phẩm, quan tâm về nhóm học online thì comment. Comment inbox để số điện thoại bên dưới để thì Tuấn gọi tư vấn cho anh em tham gia khóa học. Khóa học vào ban đêm vào lúc 19:40 cho tới 22:00 hàng đêm. Khóa học 500k mang lại cho anh em 10 đêm. Một đêm bỏ ra 50.000, 50.000 nhận được 2 tiếng đồng hồ, quá rẻ.
Lục Hoài để lại, Lục Hoài để lại số điện thoại ở phía dưới comment hoặc truy cập vào Zalo. Zalo 0909 755 993 để ở trên tường, anh em comment. 10 đêm 500.000, một đêm chỉ có 50k, 50k nhận được một đêm 2 tiếng đồng hồ với những pha xử lý kiểm tra đẳng cấp về xe phun xăng điện tử cho anh em thợ. Rồi, khóa học trực tiếp thì chuẩn bị hết Covid, cho bớt bớt Covid cái đã, mình sẽ nhận đào tạo cho anh em trực tiếp tại cửa hàng. Dạo này đang Covid quá, rất mong anh em thông cảm, không thể nào đào tạo trực tiếp tại đây được, bởi vì Covid lại đang có thể biến cố xảy ra ở trạng thái mùa dịch thứ 5. Mười đêm 500k để lại comment để gửi tài liệu. Đúng không ạ? Đây, áp bơm, nhanh tay ủng hộ khá là nhiều. Rồi, còn cái bộ này khá là đắt, anh em ít tiền không chơi bộ này được. Bộ này khá là đắt, bộ này nó gấp 2 tiền bộ kia. Đây, anh em nào nhiều tiền chơi cái bộ này, vừa tiền chơi cái bộ này. Đây, bộ này thì nhìn nó ghê, bộ này thì hơi bị chát. Rồi, chặng 3 cho anh em. Một đầu này vào kíp phun, đầu này còn lại là cái dây từ motor bơm cắm vào đây. Ở đây sẽ là cái chặng 3 để chúng ta cân áp. Và đồng hồ này khá là to. Áp bơm 650 anh ơi. Áp bơm buồng đốt 650. Rồi, cái này hàng VIP combo hơn 1 triệu. Nó nhiều đồ lắm. Anh em ít tiền dùng cái này ok rồi, bảo hành cho anh em khoảng mười mấy tháng. Cái này hơn 1 triệu cơ. Cái này oxy kê. Rồi, chúng ta nhanh tay để mình gửi tài liệu, để mình in ấn tài liệu nha. Mà IC này xong rồi chưa đổ keo các bạn. Xong rồi chưa đổ keo. Rồi, xin chào mọi người. Bye bye.